Rồi tụi em xét lại, anh cho coi cái clip này. Thực tế nha, đây là không có diễn, anh gọi tụi em mới gọi lại đây và anh muốn cho tụi em coi cái clip này để tụi em nhận định có cái gì không đúng trong cái clip này. Mình làm nghề mình phải biết cái gì không đúng, cái gì sai ha. Rồi quay lại anh để quay cho mọi người thấy luôn, chung nhìn vô nè. Nặng hơn 4 kg nha. Nghe câu nói của ảnh nè. Nhập thông số vô. Em căn thử coi khi mà mình xài cái vỏ nó bự này thì nó nhiêu nha, nó như thế nào nha. Coi coi là nó có ảnh hưởng gì tới cái độ rung lắc nha. Coi nó sai chỗ nào nha. Nhìn cái chụp. Nó trên lệch nè. Hai cái số này nó như thế nè. Hai cái số này đó, nó phải bằng nhau. Mà coi nó trên lệch nè, một cái 145, một cái 140. Có nghĩa là hai cái vỏ số này nè, nó phải bằng nhau. Khi mà mình đi cái keo đó là khi mà người ta bơm keo vô đó là nó không có đều. Có nghĩa là có chỗ nặng, có chỗ nhẹ, có chỗ nặng, có chỗ nhẹ. Cho nên nó làm cho cái xe mình cực kỳ. Một cái vỏ mới không bao giờ nó sai lệch vậy, nó sai lệch chỉ 1 gram này thôi. Ví dụ như nó sai lệch, mình nói ví dụ nha, đây nó 45 ở đây 50 thì mình chỉ cần thêm hai cái này thôi. Còn bây giờ này 45 này 100 thì chắc tôi dán nguyên cái vỏ mới đó chị, cái bọc chì này vô trong xe không ấy, nó mới bằng mà dán nguyên bọc chì đó. Bên đây nó có 45 nè. Vỏ mới nó lệch có 1 gram thôi. Làm việc phải có kiến thức ha. Và mọi thứ đánh giá phải trên một cái sự đánh giá, nó phải tương đồng. Không có khập khiễng với một cái hãng này một hãng khác là không nói chuyện được rồi. Mà còn đi mà chế thêm vô nữa. Rồi cái máy đọc, mua cái máy cân mâm về không hiểu được cái máy cân mâm nó như thế nào, làm sao mà làm cho nó đúng được nha. Coi lại đi, rồi anh em coi lại clip này mình nói đúng hay sai. Nếu mình nói sai dựa trên cái mâm, trên cái chì nào mà có canh được 1 gram, cái cục máy nào canh được 1 gram, mình dẹp cái tiệm mình luôn. Hello anh em, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ thêm cho anh em một số cái kiến thức về cái vỏ xe. Thật sự thì khách hàng là những cái người khách thông minh, vì họ chưa nghiên cứu về cái những cái sản phẩm mà bên bán họ tư vấn, hoặc có những người tư vấn không đúng đó. Để mà một là vì họ thiếu kiến thức, thứ hai là vì cái mưu lợi là mỗi một hãng nào cũng vậy, có những cái ưu điểm và khuyết điểm khác nhau. Thứ nhất, khách hàng thích loại hãng vỏ nào, dòng vỏ nào, thì bên tư vấn phải hiểu về kiến thức để mà tư vấn cho khách hàng có được cái lớp xe đúng với cái loại xe mà khách hàng, về cái nhu cầu của khách hàng cần ha. Thì qua cái clip của anh Tuấn Yamaha thì mình sẽ nói thêm với anh em một cái so sánh rất là khập khiễng. Em bấm lên giùm anh cái thông số của cái vỏ Rod 6 size 190 nó nặng bao nhiêu ký. Thì á, anh em muốn so một cái vỏ mà chưa tráng keo và tráng keo, trọng lượng nó thay đổi như thế nào, anh em phải so đúng một cái loại vỏ đó. Ở trên cái clip dựa theo của anh Tuấn nói, đó là cái vỏ dòng Rod của Mitas, cân nặng của nó bao nhiêu ký. Đây mình có sẵn cái hên quá, mình còn bán đắt lắm mà mình còn. Thứ nhất phải so nó là cùng thông số 190, 55, 17 đúng không? Mình sẽ cân lên coi nó là bao nhiêu ký. Trước khi cân á, mình sẽ cho anh em kiểm tra, mình sẽ chỉnh lại cho cái cân nó đúng nha. Cân này mới đi mượn về, không phải kiểm tra trước. Chì chưa có mở ha, chưa can thiệp chì hai bên này, mình cũng mới mượn thôi, mình chứ không phải mình mua đâu. Cân nó cũ nè, bao lâu mới xài thế này đó. Anh em coi là nó ngay số 0 rồi nha. Rồi anh em coi lại cái dòng vỏ đây, nó ghi rất là rõ luôn, Touring ha, đây là vỏ Touring. Rồi dòng vỏ Touring này nó sẽ ngang cấp với dòng vỏ Rush,
giống như là Michelin rớt 5, rớt 6, rớt 4 đó. Thì mình sẽ nói tiếp theo, bây giờ mình nếu mà một so sánh một cách công bằng thì mình phải so cái vỏ của cái hãng này nè, sát lại anh, thả tay ra, không có được can thiệp tay vô. Bao nhiêu ký? Để từ từ em thả nè. Đó, bao nhiêu ký? 6 ký 8, 7 ký. Rồi, 7 ký. Nè, 7 ký đúng nha. Anh em thấy nha, 7 ký. Rồi, ok. Cái vỏ này Touring của thằng Mitas, zin của nó là 7 ký. Rồi, đây là cái vỏ Touring của Mitas. Đây, cùng size 190 55 17 ha. Rồi, để lên. Đây là dòng Touring cho nên keo mình sẽ chán dày. 9 ký đúng. Anh em thấy à, 9 ký. 9 ký ha. Đó. Rồi, tiếp theo là tại sao mình lại chán keo của cái vỏ này 2 ký? Thứ nhất, vỏ Touring dành cho những con xe Touring, bản thân nó sẽ nặng hơn cái vỏ dòng Sportbike. Cần luôn cho anh em, có sẵn hãng Mitas luôn, mình không so sánh với một cái hãng khác. Đây, lấy cho anh một cái vỏ 190 Sportbike đem, cái này anh chán keo rồi. Dân là dân bán vỏ, chuyên bán vỏ ha. Và dân cũng kỹ thuật làm xe. Mình làm sao một con người phải có những cái so sánh, nó phải đừng có khập khiễng quá, nó phải so sánh đúng. Cái vỏ này Touring á là nó 7 kg. Còn cái vỏ này Sportbike nè, anh em nhìn nè, cùng một cái thông số nè, 190 55 17 đúng không? Chắc chắn nó phải nhẹ hơn. Ít nhất là phải nửa ký. Bao nhiêu? Cũng 7 kg. Dòng vỏ này cũng 7 kg nha anh em. Đó, nhưng mà không biết sao mình cầm thấy nó nhẹ hơn anh em. Với lại cái vỏ này á, anh em nên nhớ, mình quay đây là quay lần đầu, chứ không có chỉnh sửa, không có kép, không có làm nội dung. Cái nào đúng đúng, cái nào sai sai. Mình không có mục đích là đi bôi nhọ ai hết. Đó. Rồi, thì mình để phân tích cho anh em những cái dòng vỏ mà Touring họ không có đề cập tới cái vấn đề trọng lượng. Tại vì á, những cái kết cấu của cái thằng vỏ xe, thằng Touring á, là lớp bố nó phải dày hơn, hoặc bằng những cái vật liệu chịu được cái gì. Thứ nhất là cái trọng lượng đè lên nó, là những cái xe đi Touring là những cái xe cái vỏ thiết kế được tải cái trọng lượng lớn. Thứ hai, cái cao su của dòng Touring á là nó sẽ cứng hơn cái vỏ Sportbike, cho nên cái độ bám của nó và những cái gai, anh em nhìn càng về Sport là càng ít gai. Đó. Càng về độ bám, thiên về độ bám thì sẽ chấp nhận không có đi mưa. Những cái rãnh này là những cái lỗ thoát để dành cho nước hoặc là những cái cát đất rồi đó, nó sẽ chen vô cái này để làm gì? Cái bề mặt tiếp xúc nó được tốt hơn thôi. Đó. Đây là hai dòng vỏ dành cho đường tổng hợp. Còn những cái dòng vỏ giống như vậy, thiên về gì? Đây, từ từ cái này. Những cái dòng vỏ mà thiên về càng độ bám, anh em thấy hiệu năng cao đó, dành cho những dòng Sportbike và những cái dòng neck mà có hiệu năng cao, đi cua tốt, thì anh em thấy cái gai nó rất là ít. Cho tới Superbike nó còn không có cái vân gai này luôn. Đó, anh em phải biết nha. Thì những cái dòng vỏ này không ai sắp ra đi mưa hết. Và dòng vỏ Road này nó gọi là gì? Những cái rãnh để mà thoát nước hoặc là thoát đất đá thôi. Không phải là vỏ này là vỏ đi mưa. Đi mưa nó sẽ ổn hơn những cái dòng không có vân gai này. Chứ không phải là dòng vỏ này là dòng vỏ đi mưa đâu nha anh em. Anh em phải hiểu một cái như vậy. Rồi tiếp theo mình sẽ cân thử cho anh em coi nè. Dòng vỏ mà càng mà hiệu năng á, nó càng nhẹ. Nhưng mà nó không xê xích nhiều. Vỏ này nó chỉ có nè 6,5 ký. Anh em thấy 6,5 ký ha. Đó, thấy không? 6,5 ký. Tùy theo một hãng nó sẽ có trọng lượng và kết cấu khác nhau. Nó sẽ có những cái ưu điểm,
và nhược điểm khác nhau. Không thể nào mang một cái Michelin đi so sánh với Mitas. Đó, tại sao không so sánh một cái nó đúng? Có nghĩa là về cân nặng, có thể Mitas nó nặng hơn 1 kg. Nhưng nói về độ bám, 100% mình nói cái dòng Touring vỏ này sẽ bám hơn vỏ Rod 6. À, và nói tới độ bền thì anh em tự đi mà trải nghiệm. Còn thật sự mà nói về một cái độ bền, do tùy cái người chạy ở cân nặng bao nhiêu, cường độ chạy như thế nào, mình nói như vậy nó sẽ không có được chủ khách quan cho lắm ha. Rồi, mình sẽ quay cho anh em xem cái lớp này. Là cái lớp này là 7 kg đúng không, sau khi mình chán keo của cái lớp sport rồi, 8,5 kg là mình chán keo 1,5 kg. Nhưng mình có nói với anh em là dày, đây là mình đang chán dày, anh em nhìn nó dày ha, cái này nó dày phải 6 ly đó, nó lúng tới đây lận. Tại vì sao? Cái vỏ này mình sẽ gắn trên con R1 mình test. Có nhiều anh em nói nó chạy nhanh, nó tróc. Nếu mình test 300 cây số trên giờ mà nó không tróc, chứng tỏ anh em nó bậy, rõ ràng không? Và mình không phải chán mỏng luôn, mình chán rất là dày, mình chán lên tới 1,5 kg keo lận. Dòng vỏ này nên chán khoảng tầm 1 kg, tại vì đây là dòng vỏ dành cho sport bike. Mình chán tới 1,5 kg luôn để cho độ dày cao hơn, để cho nó dễ tróc hơn. Tại vì càng mỏng nó càng ít, càng khó tróc. Còn tại sao mình chán keo, mình chán keo cái keo này nó tới 2 kg? Tại vì đây là dòng Touring, nó đi những cái đường xấu hơn và nó dễ gặp những cái sự cố rủi ro là lủng vỏ hơn. Cho nên phải chán cái lớp keo dày hơn. Để làm gì? Để chống được những cái đinh và những cái vật thể nhọn nó đâm thủng nó lớn hơn. Nghĩa là lớp keo sẽ càng dày, sẽ càng chống được cái vấn đề cái đinh, cái vật thể càng lớn, nó keo nó sẽ lắp được. Còn mỏng quá thì nó sẽ giới hạn, có nghĩa là mọi thứ nó đều có giới hạn của nó. Một cái lớp keo 4 ly nó sẽ chống được những cái đinh 4 ly trở xuống. Thì cái dòng rod này nó đi những địa hình xấu thì mới có rủi ro cán được những cái đinh lớn hơn. Cho nên phải chán keo lớn hơn, dày hơn, nó phải tới 6 ly. Còn những cái dòng vỏ này hiệu năng cao, chạy tốc độ nhanh thì phải chán nó mỏng xuống tầm 4 ly, 3 ly thôi, để những cái đinh, đa số những cái đinh nhỏ nó đâm vô mình vẫn rút ra được. Còn những cái đinh lớn lên nó vẫn xì rất chậm. À, mình phải hiểu vấn đề cái ngón tay anh nó kẹt vô cái camera đó. Rồi, tiếp theo. Mình không biết cái cân của anh đó nó bị sai số. Anh Tuấn á, nó bị sai số hay là nó hay là ảnh cố tình. Nhưng mà nhìn trên cái clip mình có quay lại, mình để cho anh em thấy lỗi thứ nhất là cái vỏ Rod 6 á, cái thông số nó là 6 kg. Và trên cái cân á, trên cái cân á, anh em nhìn kỹ clip, nó xuống tới con số 6 luôn, mà ảnh nâng cái tay lên, nâng cái tay lên, nó xuống con số 6, nhưng mà ảnh lại nói với mọi người nó là 5,5 kg. Một là anh đang cố tình là nói tầm bậy, hay là cái cân của anh sai, hai điều này em chưa rõ. Thông số của Rod 6 đây 6 kg, hoặc là năm, chính xác là 5,890 kg, có nghĩa là 5,9 kg đó. Đó, này là 6 kg, nhà sản xuất để 6 kg ha. Anh em lấy bất kỳ một cái thông số cái vỏ Rod 6 nào từ 190-55-17, anh em cân lên, nếu mà không phải 5,9 kg 6 kg á, mình có bao nhiêu anh em muốn đền cái gì mình đền cho anh em cái đó. Không có cái vỏ Rod 6 mà 190 nào mà 5,5 kg đó, trừ khi nó là 180. Mà mang một cái vỏ 180 của một cái hãng khác đi so sánh với một cái vỏ của một cái hãng khác, nó có khập khiễng không? Đúng không? Cái này là sai nha. Nha. Còn mình nói anh em biết thêm một cái dòng Rod nữa. Số của nó nè, nó chỉ có 170 thôi, nhưng mà nó cũng khá là nặng đó anh em. Không thể nào mà mỗi một cái dòng xe, mỗi một cái hãng vỏ nó sẽ có trọng lượng khác nhau. Giống như đây, cái vỏ này là 170-60-17 Scorpion Rally SGR, đúng không? Thì mình cân lên cho anh em coi. Đây, nó là 7,2 kg nè. Anh em thấy không? Khoảng 7 kg ha. Bây giờ phải so sánh với cái hãng của nó. Không thể nào mà so sánh với một cái hãng khác được. So sánh với một cái vỏ 180 đi, Angel GT2 đi.
Đây, 180 sạc 5517. Cái vỏ này nó bự hơn đúng không? Đó, nó cùng một cái, nhưng mà vỏ này cũng là cái vỏ dành cho dòng RAT nè. Đó, nó bự hơn mà nó cũng bằng thông số nè, nó nặng hơn tí xíu à. 7.3, 7.4 vậy đó nè, thấy không? Thật sự anh em, để cho anh em thêm là trong mỗi cái dòng vỏ nó sẽ có cái trọng lượng nó khác nhau. Dù cái bánh này nó nhỏ hơn mà cuối cùng anh em thấy nó nặng muốn bằng cái bánh 180 luôn rồi. Đó, làm sao mà mang một cái vỏ mà của thằng Michelin mà đi đo trọng lượng, bản thân nó đã nhẹ hơn rồi mà còn cố tình nói không đúng nữa. Vỏ người ta 6 kg, đưa lên cái cân nó muốn tới 6 kg luôn mà nói 5,5 kg. Cái sự công bằng cho một con người có hay sai, có hay không nữa. Cái thứ hai, keo bên mình đa số sẽ dòng touring á, mình chán sẽ là 2 kg, 1,5 kg đến 2 kg. Còn trung bình cái vỏ sport bike mình chán chỉ 1 kg thôi. 1 kg lô trên bánh xe nó không ảnh hưởng gì tới, hoặc là 2 kg lô trên cái vỏ xe touring nó không ảnh hưởng gì tới cái chiếc xe hết á. Nhẹ hay nặng nó không phải nằm chỗ này, nó còn 1 kg 2 kg à. Anh em tải trọng trên 3 cái thùng anh em là bao nhiêu ký, thêm một người ngồi sau là mấy chục ký nữa, cả 100 ký nữa, nó ảnh hưởng gì nhiều không, có nhiều hay không, anh em tự biết. Đây là chiếc xe mô tô chứ không phải một chiếc xe quay đó. Còn nói mà nếu mà nói về cái sự trọng lượng nhẹ nhiều ảnh hưởng nhiều hay không á, nó nằm tới những cái xe đua thì người ta mới coi tới cái trọng lượng, tới coi tới cái tọt, mới coi tới cái HP trên 1 kg là bao nhiêu. Còn những cái dòng xe này nó là dòng vỏ touring và không thể nào mang một cái trọng lượng của một cái vỏ xe của một cái hãng này so với một cái xe hãng khác, mà đo không phải là hai cái cùng cấp nữa, một cái là giống như đưa về min, đưa về một cái vỏ nhẹ của thằng Rod, Rod 6 có 6 kg à, rồi cân cái vỏ này lên 9 kg mà nói 9,5 kg cũng đưa thêm, có nghĩa là cái vỏ 6 kg lại nói là 5,5 kg thôi, còn cái vỏ 9 kg thì nói là 9,5 kg để đưa lên đưa xuống, cuối cùng là 4,5 kg, là 4 kg, là 4 kg thì anh em thấy nhiều. Nhưng mà anh em phải biết rằng nếu mà so với cái vỏ mà của thằng này nè, chán keo vô có 2 kg à, thì nó không có lệch bao nhiêu hết em, nó không phải là vấn đề đó. Cho nên làm cái gì cũng phải đúng. Bây giờ thêm một cái thứ hai nữa nè, mình sẽ chứng minh từng cái lời nói của anh Tuấn là sai. Thứ hai, mình qua bên cái máy, ở đây là không có dàn dựng nha, qua bên cái máy cân mâm cho anh em coi được. Và chủ xe, rất là nhiều chủ xe đã chán vỏ bên mình, có bao giờ lệch tới 100 mấy không ha. Cái thứ ba là chạy tốc độ nhanh nó có chốc keo hay không. Mình nói với anh em là không bao giờ chốc keo. Nếu mà nó có chốc keo á, chạy càng nhanh ly tâm nó phải văng hướng ra. Nếu mà hiểu lực ly tâm, giống như cái máy giặt đồ nó xoay, nước nó văng ra ngoài, cái vỏ nó văng, nó dính vô vỏ làm sao nó chốc được. Chạy, nếu mà nó chốc, chạy chậm nó cũng sẽ chốc, chứ không cần phải chạy nhanh. Nếu mà mình có một chút kiến thức, mình sẽ biết cái điều đó ha. Anh em tự suy nghĩ đi, cái máy giặt đồ cũng dùng cái lực ly tâm đó, nước nó sẽ văng ra ngoài, nó mới khô cái đồ bên trong được, nó quay vòng tròn đúng không. Thì cái bánh xe vỏ keo mình chán ở bên trong này, cái máy mình quay anh em thấy nó cũng dùng, nó phải lăn, nó quay đều tròn trên một cái tốc độ nhất định. Cái độ lỏng của keo nó phải nhất định. Để làm gì? Để anh em nhìn cái này mình mới chán về, mình gấp nè. Chứ còn anh em nhìn nè, cái vỏ mình chán rất là bóng đẹp ha. Đó, bóng đẹp. Thì nó phải quay lên trên đó, nó đang ly tâm. Nó quay là nó ly tâm, anh em để keo nó trải đều trên cái vỏ này ha. Và thêm một cái sai nữa nè, nói cho anh Tuấn biết nè. Anh Tuấn nói á, một cái vỏ bình thường á, nó chỉ lệch 1-2 gram thôi. Anh Tuấn đang nói bậy. Không cần phải chán keo. Một cái vỏ, cái máy thứ nhất, cái máy đập của bất kỳ cái hãng nào chung hiện tại, đơn vị đo nhỏ nhất của nó là 5 gram. Mình sẽ chứng minh cho anh thấy. Đơn vị đo của nó là 5 gram. Và những cái vỏ xe của nhà sản xuất khi mà bán ra cho anh em đều họ cân vỏ. Không có cái nào mà 5 gram hết. Rất hiếm. Phải từ 10, 15, 20, 25 gram. Tùy theo cái loại vỏ và cái cân, cái mâm đó, người ta quay, người ta dán, không có cái nào là 5 gram hết ha. Đừng nói chi 1-2 gram. 1-2 gram cái máy anh không có đọc được. Đơn vị đo thấp nhất của một cái máy đo là 5 gram. Mình chứng minh bằng những cái cục chì nhỏ nhất nó đã 5 gram rồi, chứ không có 1-2 gram.
Đó, nếu mà một người có kiến thức và một cái người mà nói có một cái sự cân bằng đúng, nói về một cái sự việc phân tích nó đúng, nó phù hợp để làm gì? Mọi người sẽ cùng nhau phải thay đổi và phát triển, chứ không phải nói ra một cách để gièm pha người ta ha. Và phải có kiến thức đó, chứ không nói bậy được. Qua bên đây em sẽ nói thêm cho anh coi, nhìn ở trên cái clip anh cái thấy được, anh thấy được gì, để tí xíu cho nhân viên em nó coi, nó nói cho anh biết cái máy anh nó bị cái gì, những trường hợp nào mà nó lệch tới 100 mấy chục gram ha, để cho nhân viên em nói. Chứ còn em nói nó, và cái clip này sẽ thực tế, tụi nó không biết em đang chuẩn bị làm cái gì, nó không biết đâu. Qua sẽ có những câu hỏi bất ngờ đi. Còn cái vỏ này gắn vô R1 ở xe nhà để test 300 cây số trên giờ cho anh em coi, chấp nhận đóng phạt. Ok rồi, tụi em xét lại, anh cho coi cái clip này. À, thực tế nha, đây là không có diễn, anh gọi tụi em mới gọi lại đây và anh muốn cho tụi em coi cái clip này để tụi em nhận định có cái gì không đúng trong cái clip này. Mình làm nghề mình phải biết cái gì không đúng, cái gì sai ha. Rồi quay lại anh để quay cho mọi người thấy luôn, chung nhìn vô nè. Nặng hơn 4 kg nha. Nghe câu nói của ảnh nè. Nhập thông số vô, em căn thử coi khi mà mình xài cái vỏ nó bự này thì nó bao nhiêu nha, nó như thế nào nha. Coi coi là nó có ảnh hưởng gì tới cái độ rung lắc nha. Coi nó sai chỗ nào nha. Nhìn cái chụp. Nó trên lên nè. Hai cái số này đó, như đây nè. Hai cái số này đó nó phải bằng nhau. Mà coi nó trên lệch nè, một cái 145, một cái 140. Có nghĩa là hai cái cái số vỏ này này nó nè, phải bằng khi nhau. mà mình đi cái keo đó là khi mà họ người ta bơm keo vô đó là nó không có đều. Có nghĩa là có chỗ nặng, có chỗ nhẹ, có chỗ nặng, có chỗ nhẹ. Cho nên nó làm cho cái xe mình cực kỳ. Một cái vỏ mới không bao giờ nó sai lệch vậy, nó sai lệch chỉ 1 gram này thôi. Ví dụ như nó sai lệch, mình nói ví dụ nha, đây nó 45 ở đây 50 thì mình chỉ cần thêm hai cái này thôi. Còn bây giờ này 45 này 100 thì chắc tôi dán nguyên vỏ mới nó chỉ cái bọc chì này vô trong xe không ấy, một trăm nó mới bằng. mà dán Có nghĩa nguyên là cái chì đó, bên đây nó có 45 nè, vỏ cái bên mới nó kia nó lệch tới có 1 gram 140 thôi. lận. Mấy Thì bây giờ vỏ tôi muốn có cho hàng cái này nó lên chuối rồi đồ canh cho nó chuẩn đây. Chứng minh lại đây anh chỉ cho tụi em, mở lên chung. Rồi đưa cái bịch chì ra đây chung. Nè, xong rồi nha, xong cái clip rồi. Giờ tụi em thấy những gì? Trong này nó sai những gì? Trong trong cái clip sai những gì? Thứ nhất, khách phải biết đây là 10 gram, 5 gram, 10 gram, 5 gram, 10 gram. Chì chỉ có từ min là 5 gram là nhỏ nhất. Cái máy đọc sai số, cái máy đọc sai số đọc được ít nhất phải từ 5 gram trở lên, không có cái máy nào đọc được 1 gram, không có cái cục chì 1 gram. Và nếu mà một cái vỏ mới, tùy theo loại vỏ sẽ có độ sai số khác nhau, và cái mâm nữa. Nói về cái độ sai số, hai cái sai số bên này không bao giờ bằng nhau được. Nó chỉ bằng nhau khi nó về số 0 thôi. Nha anh em. Và thêm một điều nữa, anh chỉ cho tụi em sao? Quẹo bữa giờ quẹo cân mâm hay danh cân mâm? Hai đứa đúng không? Một trong hai tới thực hành giùm anh. Nhân viên mới, không phải nhân viên cũ luôn, cho một nhân viên mới. Nhưng vô cái vỏ keo để lên con R1, anh chạy 300 cây số giờ test coi nó có chóc keo không. Rồi coi nó bao nhiêu. Đây cái vỏ trước này là mình không tráng keo. Độ lệch của nó hồi nãy là cân lệch bao nhiêu vậy anh? Đây. Không lệch luôn hả? Ở trên này á, nó đã có chì rồi. Trên này nó đã có chì rồi. Và anh em biết tại sao mà nó không lệch không? Tại vì á, thứ nhất, lệch hay không là cái mâm anh em có đạt hay không. Lệch ít hay lệch nhiều là do cái vỏ anh em có đạt hay không. À, thứ ba nữa là cái bạc đạn của anh em có bể hay không, có bị rạo không. Tại vì nó quay ly tâm mà bạc đạn rạo á, là nó sẽ bị dục không đúng trên cái tâm đó. Thứ năm là cách lắp đặt có chuẩn hay không.
cách lắp đặt mà nó có cái khâu á mà siết không đúng, nó bị trẹo á, cái bánh nó đảo là không bao giờ canh nó đúng, quay 10 lần nó khác 10 lần. Mình nói thật với anh em. Còn trên một cái mâm của hãng nào, bất kỳ một hãng nào, bất kỳ một xe nào, những cái xe hiệu nâng cao, xe máy nhỏ nó cũng có cân chì sẵn. Vậy mình nói anh em á, có cái vỏ nào mà có cục chì nào mà 1 gram mà dán ở trên xe không? Ít nhất 5, 10, 15 gram. Đó, và một dãy này 100 gram đúng không? Đây là 15 nè, 20 nè, 30 nè, 35 nè, 45 nè, 50 nè, 60. Một miếng này là 60 gram. Nếu 100 gram là chỉ hơn một miếng này thôi. 140 gram là chỉ hai miếng này, là một miếng này 60, hai miếng này là 120 gram. Làm gì mà tới một bịch. Một bịch đó là cả ký đâu ông thần. Nói bậy bạ. Nói cho đúng. Cho nhân viên thực tập thôi để làm, coi cách làm sao cho anh biết. Anh em phải hiểu. Qua đây chỉ thêm cho mấy anh em coi nữa. Ở đây nó có 3 điểm. Cái máy của em á, nó tới 5 điểm lận. Anh biết 5 điểm nào không? Thứ nhất là mép mâm. Chính xác là nó có 3 điểm chính ha, có 3 điểm chính. Thứ nhất là mép mâm, thứ hai là dưới cái mép mâm, thứ ba là ở trọng tâm. Cái máy này nó sẽ quay lên nếu mà nó bị lệch, có nghĩa là mâm nó mà bị quan nó nhảy nó cũng sẽ lệch. Cái vị trí nó lệch nằm ở vị trí nào trên 5 cái vị trí này? Tính ra là 3 vị trí này, từ mép mâm vô trong dưới mép mâm và ở trong giữa, thì cái đèn chỗ đó nó sẽ sáng lên. Thì mình quay cái này nè, tới ngay cái điểm đó mình dán đúng ngay cái vị trí mà nó sáng. Đa phần là nằm ngay hai bên này và nằm ngay giữa, cho nên nó chỉ có 3 vị trí. Không bao giờ cái con số này nói là nói tầm bậy, nó không có hiểu. 45 với 140 á, có nghĩa là bên này nó quăng nó bị lệch 140 gram, bên này nó là 45 gram. Làm sao cân 45 gram mà bằng 145 gram được? Đó là cân tầm bậy. Phải đưa hai con số này về con số 0. Nếu đúng theo cái máy nó tính á, sẽ dán bên này là 45 gram, bên này là 145 gram để nó về số 0. Vì sai số của nó là 145 và 145 nằm bên hai mép. Làm sao mà cân 145 mà nó cho nó bằng 45 cho bằng 145? Không lẽ cái này nó đang sai số 45, mình cân để nó về không mà anh tính anh dán thêm 100 gram cho thành 145 gram, cho lệch nhiều hơn. Nói tầm bậy tầm bạ. Cái chuyện này là phải tự anh em hiểu. Hai con số này nó bằng nhau, trừ khi nó về một con số 0 nó mới bằng nhau, là canh mâm chuẩn, canh mâm xong. Còn á, cái lệch này tùy theo cái loại mâm, tùy theo cái tình trạng mâm mà nó bị cái gì. Có thể bên này không, nhưng mà nó lệch bên này 50 gram thôi, vẫn có. Cho nên mình chỉ cân lại cái bên 50 gram bên lệch thì nó về hai số 0 nó bằng nhau. Không có ai mà đi cân cái lệch 45 gram để cho nó bằng 145 gram hết á. Là cho nó lệch cho nó nhiều lên luôn hay sao? Anh em hiểu vấn đề chưa? Làm cái gì là phải đúng, nói là phải đúng. Lệch 1 gram, ông nào có cái dán chì 1 gram ở trên chiếc xe? Nói chuyện tầm bậy. Thêm một cái nên em nhìn trên cái clip. Khi mà mình quay á, mình sẽ thấy được, cái này là mình đang cân hơi, mình thấy được cái điểm bánh nó nhảy, nhảy vô vỏ, hay nhảy vô cái mép mâm, hay là nó quanh vô cái trục. Cái trục này nó rất là nhỏ, anh em nhìn. Nhìn cái thằng đệ của mình nó thao tác, thằng nhân viên mới vô mình thao tác. Anh em sẽ để ý, cái clip quay nó rất là nhiều cái lỗ hở. Và cái bản thân cái người làm cũng chưa đạt nữa. Hiểu cũng hiểu không đúng nữa. Hiểu tầm bậy. Mà đòi đi nói xấu người ta, nói tầm bậy không à. Đó, từ một cái hãng vỏ khác đi so sánh dưới cái vỏ chán treo của một cái hãng khác, đó là điểm tàu lao. Lệch 4kg rồi, hơn 4kg. Tự nhiên đi so cái đó xấu với cái Mitas Touring. Tiện tầm bậy, ăn tiền của thằng Michelin hay sao, đi nói tầm bậy mà vậy. Hả? Trong khi cái Mitas đó đã nặng hơn cái thằng Rod 6 á, Touring nặng hơn Rod 6 đang 1kg à. Mà cái con Rod 6 đó là 6kg, mà còn dám đi nói là 5,5kg, trong khi cái cân nó đưa tới 6kg. Trời ơi trời. Cái chuyện mà trước mắt mình mà còn dám nói sai nữa thì còn gì để đúng. Tâm có thẳng, tâm có thật. Nó thẳng luôn.
chính cái cân anh em nhìn cái clip đó lại, mình có quay lại, nếu mình nói clip đó sai, trên dựa trên thông tin clip đó sai, mình chịu ha. Và anh em tìm cho mình cái vỏ rod xấu 190 sạc 55 sạc 17, thông số của vỏ nhà sản xuất để 6 kg đó. Có một số chỗ thông số nó ghi là 5 kg 89, 5 kg 890, có nghĩa là 5 kg 9 đó. Thì nó xê xích một lạng đi, mình chấp nhận được. Còn nửa ký nó xa lắm. Mà cái tay đặt lên nó 6 kg, mà dám nói 5 kg rưỡi ha. Rồi nhìn nè, nhìn cái thao tác của nhân viên mới của mình đào tạo. Em làm năm chưa? Hơn năm đúng không? Chưa dám cho vô làm xe lớn đó, chỉ là làm dàn ngoài dàn chân thôi. Nhưng mà qua cái clip này em phải hiểu tại sao anh Sang khó. Anh Sang chỉ em, anh Sang hay la em. Làm là mình phải hiểu mình đang làm cái gì. Mình làm mà mình không hiểu mình đang làm cái gì nữa, người có kiến thức người ta nhìn cái clip người ta cười cho. Còn những cái người mà đang cười họ không hiểu gì hết ha, họ đang hùa thì họ không hiểu. Nhưng mà mình nói đây mình sai mình chịu. Đây là mạng xã hội, cũng phải đúng. Đó. Tại sao không đè xuống mà kéo lên em? Nếu mà đè xuống thì cái này nó sẽ bị cong. Đúng rồi. Rồi anh em nhìn cái trục của mình có bị cong không? Nhân viên mới đó, dặn nó một hai lần là nó nhớ hoài. Tại sao cái kéo lên? Tại cái trục này nó nhỏ quá mà đè xuống nó cong. Rồi nhìn cái trục quay của mình nó có bị cong không? Rồi nhìn cái clip đó, nó có cong không? Cong ngay trục. Nó đảo nhìn số 8 cái chuối vậy á. Nghe mà nó nói như cái chuối vậy á. Đúng đây là quay được cong không? Cong là thấy hết. Đúng rồi, cong cong thấy hết. Cái vỏ này là mình chán keo hồi nãy đó, mình nói để R1 mình chạy đó nha. Giờ coi nó lệch bao nhiêu. Vỏ này, đó, có quanh không? Anh em nhìn có quanh không? Có cong không? Có cong chục không? Thấy chưa? Còn anh em nhìn trên clip cái cong sao? Đây, qua đây, lệch 30 gram. Lệch có nhiều không? Vô xử lý em. Còn nữa mà, từ từ. Kiếm cái khăn sạch. Support cho nó liền. Đã quẹo. Lấy cái khăn sạch liền. Rồi vô xử lý đi, là tự nhiên cái khăn nó tới. Có cục giấy đây nữa nè. Mình không có chỉ gì hết á, tự nó làm. Đó. Rồi. Dán sao? Bên ở đâu? Nhìn lại cái điểm ở đâu? Nhìn kỹ lại hắn chùi. Cái điểm này nè, cái điểm sáng này nằm ở đâu? Quay qua đây. Nhìn thấy chưa? Đây là nó lệch ở giữa, lệch tâm. Chứ không phải lệch mép. Tại vì cái mâm này nó không có bị quanh nhảy xe tiêu tai nạn. Nó lệch nè, cái điểm xanh nó là nó nằm ở ngay giữa nè. Còn cái máy của anh nó chỉ đọc được hai cái mép thôi. Máy của anh nó không có đọc được cái giữa. Rồi, xử lý. Ủa, 30. Nhưng anh chỉ em á, nhìn cái số nó 30 như vậy thôi. Em dán cho anh 15 thôi. Ngay giữa em dán cho anh 15 thôi. Đừng dán 30. Đâu, coi như chì đâu. 15 gram, một cục bự, cục nhỏ. Chì á, mình nói anh em luôn, cái loại chì dán mà chì dài vậy đó, nó chỉ có 5-10 gram, 5 gram nó xen kẽ thôi. Nó không có thông số lớn hơn. Còn chì có thông số lớn hơn á, nó là chì kẹp như vậy. Một cục này là 30 gram nè, hoặc là 20, 25, 10, 15. 5 gram là nhỏ nhất, không có chuyện 1 gram. Đọc ở trên này là từ 5, 10, 15, 20, 30. Không có cục chì nào 1 gram hết á. Rồi thử lại. Rồi còn 15 gram. Vậy là nó đúng. Dán thêm 15 gram nữa. Vậy bây giờ em dán kiểu gì? Dán sát bên nó 15 gram. Đúng rồi. Chứ không có dán dài ra nó sẽ bị lệch. Tại vì cái điểm của nó chính xác ngay đó thôi. Dán sát bên nó luôn. Hoặc là sát bên cái mép bên kia. Cái mép mâm nó có hai bên. À nó nằm sát đó rồi. Dán nó 15 gram. Dán sát vô cái điểm kia luôn. Cái đầu 10 vô chung với nhau. Cái đầu 10 sát vô cái đầu kia. Ừ. Rồi sát cái luôn. Rồi kéo xuống. Cái trục có quên không anh?
nó sẽ hơi nhịp nhẹ tí xíu thôi chứ nó không có nhảy cong được. Rồi qua đây anh. Rồi về không chưa? Về không chưa? Hợp lý chưa? Bên này nó không có con số, tại vì nó chỉ bị lệch ngay giữa thôi. Hợp lý chưa? Nè ngay mép mâm, dán ngay đây 30g. Thấy chưa? Rồi hạ xuống gắn vô đi em. Anh tìm đâu đưa cho mình nè. Anh tìm đâu cho mình được cái chì 1g tìm cho mình. Ở cái nước Việt Nam này có ai bán không? Và cái máy nào đọc được 1g không? Dốc thì giỏi. Ồ, nói bậy bạ. Rồi mình sẽ test cho anh em thực tế luôn. Con này mình sẽ quay đồng hồ. Mình chạy 300 cái số trên giờ coi nó có bị chóc keo hay không. Mình là người thật việc thật. Ha. Còn nói một cái chuyện gì đối với mình nói phải đúng và dựa trên tinh thần góp ý. Đừng dùng cái gì, cái những cái mình giỏi, những cái mình hiểu biết để đi lùa người ta. Để đi mà mình nói bậy nó bạ theo một cái mục đích của mình. Lệch nửa ký con mắt của cái cân của anh á là 20 kg, cân của mình 30 kg. Lệch nửa ký nó xa nhau một khúc vậy nè, không có chuyện nào mà đưa lên 6 kg nó 5,5 kg được. Cái vỏ nào của anh không lẽ vỏ anh bán nó không phải của nhà sản xuất à, vỏ lô à? Nó nhẹ hơn. Nha, anh em coi nè. Mình sẽ quay clip chính xác rồi mình sẽ mở ra lại cái bánh để mình kiểm tra cho anh em coi cái keo nó có bị văng ra không. Mà mình nói chắc chắn cho anh em là không bao giờ keo nó văng ra. Nếu người ta biết một xíu về kỹ thuật. Lực ly tâm là gì? Ly tâm là dựa trên cái vòng xoay đó nó sẽ văng ra ngoài. Cái độ dục nào mà nó không đều trên một cái cốt đó, nó sẽ thể hiện ở trên đó là cái độ dục. Nghĩa là ảnh nói cũng đúng đó, cái ý ảnh là keo chán không đều, cái chỗ nặng chỗ nhẹ thì nó mới tạo ra cái đó. Thực sự á, rất là nhiều cái thông số này nó rất là nhiều thứ. Do vỏ cũng không bao giờ đều, cho nên á, người ta sẽ có một cái chấm điểm ngay vỏ để ráp ngay cái van. Một có thể là vỏ mới mới có nha. Có thể là màu đỏ, có thể là màu. Đây mình quay cho anh em coi nè. Cái vỏ 5,3 triệu cặp còn có nè. Đây, cái điểm màu vàng nè. Tùy theo đời nó sẽ cho một cái màu khác nhau theo lô. Cái điểm này nó để cái điểm vòng tròn là gì biết không? Để đặt ngay cái vị trí van. Thì ngay cái chỗ này á, đặt ngay chỗ vị trí van á, để là gì? Ngay cái điểm đó thì cái ly mà mình ly tâm cân chì nó sẽ cái độ sai số nó sẽ thấp nhất. Đừng nói với mình là không có chuyện sai số. Mâm này lý do không có sai số vì bản thân nó đã có chì rồi và bên mình biết cách lắp đặt. Thứ nhất, cái vỏ này là vỏ cao cấp, cái độ sai số rất thấp. Thứ hai, biết cách lắp đặt. Cho nên với cái lượng chì cũ trên xe họ đã cân rồi thì nó hên một cái là nó may mắn, một cái là nó ngay khớp. Cho nên nó mới về số 0 thẳng. Còn á, cái máy này nè, mình nói thật sự nếu mà anh em hiểu về nó, cái cốt này nó mà nó quan á thì nó con số không bao giờ đúng. Thứ hai, cách lắp đặt sai á, thao tác sai nó cũng không bao giờ đúng. Gật xuống 10 lần nó sẽ đọc sai 10 lần. Thứ ba nữa, cái chân này nè, nó phải nằm trên một cái bề mặt phẳng. Ở chỗ mình á, cái nền này nó không phẳng. Cho nên mình phải canh lại phẳng và mình siết ốc lại luôn, lóc kê luôn. Lóc kê ốc lại để khi mà nó quay ly tâm á, cái máy nó không bị lắc. Nó mới chính xác. Thứ năm là loại máy, mình phải đặt là loại máy gì? Đọc được đa điểm không? Hay chỉ có hai số hai bên thôi? Không đọc được đa điểm. Không biết cái mâm nó bị lệch chỗ nào, dán đại lên. Đó. Cái sai số nhiều nó nằm ở rất là nhiều thứ ha. Chứ không phải là một thứ. Mà mình phải làm nghề mình phải hiểu là mỗi một cái nguyên nhân đó là nó do đâu để mình xử lý cho nó đúng. Chứ không phải là cái nào như cái nấy. Những nào như nấy là bài à. Bài là bài là chơi chiêu. Ha, không phải vậy. Mọi việc làm là phải chính xác. Khi một khi á, nó chóc keo á, cái keo nó dính vô cái bề mặt vỏ, nó không dính vô bề mặt mâm, nó không có văng ra được. Cái này nó văng đó, có nghĩa là chạy càng nhanh nó dục vô cái vỏ thôi. Sợ nhất cái keo là biết gì không anh em? Chở quá tải hoặc khi nó biến dạng là chở nặng. Thì cái keo mà chạy nó bị xoắn keo vô nó mới chóc, nó xoắn keo nó chóc. Chứ không phải là do ly tâm nó văng ra nó chóc. Nha anh em. Đó. Làm gì cũng phải có kiến thức. Đó là lý do tại sao mình chỉ nhân viên của mình. Nó khó khăn là vậy đó. Để một người làm việc họ phải hiểu họ đang làm gì. Mỗi một cái gì nó có tác dụng cái gì đó. Nó như thế nào. Loại vỏ nào phù hợp với xe gì. Chứ không phải dòng sport đi vỏ rát. Được nó bền nhưng vô cua nó trượt. Nó đâu đủ độ ám đâu anh em. Rồi cân vỏ
bơm khí nitơ. Tác dụng khí nitơ là gì? Cân vỏ lên có tác dụng, cân mâm có tác dụng gì, cân mâm điện tử, cân bằng động có tác dụng gì, bơm hơi ở bao nhiêu ký, độ bám nó như thế nào, được gì mất gì, đó phải hiểu được. Vỏ anh kêu tụi em bơm bánh trước bao nhiêu ký, bánh sau bao nhiêu ký? 2,4 ký, 2,5 ký. Bánh trước của nhà sản xuất khuyên bên hãng Honda hay nói là 2,5 ký, 2,9 ký, đó là hãng Honda. Nhưng mình báo với anh em nè, mỗi một cái loại vỏ nó có một cái con số khác nhau, con số khác nhau, chứ không phải là cứ đúc vô là cứ 2,5 ký, 2,9 ký. Tại sao mình bơm 2,4 ký, 2,5 ký? Tại vì á, cái con số 2,9 ký đó và 2,5 ký đó, đó là con số đạt tới điểm. Còn thực tế của mình á, sau khi mình chạy, khi mình cân 2,4 ký, 2,5 ký á, sau khi mà mình vận hành cái xe nhiệt độ nó nóng lên á, thì cái vỏ lúc đó nó mới tăng được cái độ bám và cái áp suất không khí bên trong nó sẽ tăng lên. Tăng ít hay nhiều đó là do nhiệt độ ở thời tiết và độ bám và cường độ hoạt động của cái vỏ nó sẽ tăng ít hay nhiều. Nitơ nó vẫn tăng, nó chỉ là tăng ít hơn là cái không khí bình thường thôi. À, tại sao mình cân cái khí nitơ? Tại vì lấy than chứ bỏ xuống. Lấy than mới bỏ xuống giùm anh. Trong cái khí nitơ nó đã có hút ẩm rồi, là nó không có nước. Thứ hai, nó đã rút cái phần oxy ra rồi. Để cho cái bên trong toàn là cái khí nitơ nguyên thủy thôi, nó không còn một cái không khí gì khác hết. Và cái khí nitơ nó ít bị ổn, nó ổn định hơn là có những cái khí tạp trong đó. Đó, cái lúc mà nó gặp nhiệt độ nó sẽ tăng không đáng kể. Còn nếu mà anh em chạy sân á, chỉ cân vỏ tùy theo loại vỏ. Nếu mà Super Cột Xa chỉ cân bánh trước 2,1 ký, bánh sau 1,9 ký của nhà sản xuất thôi. Nhiều anh em mà chạy cái vỏ Rosso 3 cân nó bánh sau nó xuống có 1,4 ký, 1,5 ký thôi. Tại sao như vậy? Lúc mà anh em chạy nóng về đo đi nó lên phải hơn 2 ký. Cường độ chạy quá cao, không khí nó sẽ tăng lên. Còn mà nếu mà bơm căng đúng ký, nó căng quá, bề mặt tiếp xúc vỏ với đường nó rất là thấp, cho nên nó bị trượt, nó không đủ độ bám. Đó là tại sao là vậy. Làm việc phải có kiến thức ha. Và mọi thứ đánh giá phải trên một cái sự đánh giá nó phải tương đồng. Không có khập khiễng với một cái hãng này, một hãng khác là không nói chuyện được. Mà còn đi mà chế thêm vô nữa. Rồi cái máy đọc, mua cái máy cân mâm về không hiểu được cái máy cân mâm nó như thế nào, làm sao mà làm cho nó đúng được nha. Coi lại đi, rồi anh em coi lại clip này mình nói đúng hay sai. Nếu mình nói sai dựa trên cái mâm, trên cái chì nào mà có canh được 1 gram, cái cục máy nào canh được 1 gram, mình dẹp cái tiệm mình luôn, hay là phải từ 5 gram trở lên. Rồi ảnh nói là xe mà thay vỏ không bình thường lệch 1 gram. Bất kỳ cái mâm nào trên nhà sản xuất có cục chì 1 gram gắn lên xe không? Hay là từ 5 gram trở lên? Đó. Sai số 30-40 gram là bình thường. Càng ít nó càng chuẩn thì phải đưa về 5-10 gram, 15 gram. Không có cái nào mà lệch 1 gram á. Không có cái máy nào hiện tại cơ bản lệch 1 gram. Chỉ trong xe đua thì mình không biết. Còn cơ bản mình thấy ở ngoài là chì nó cũng... Cái chì nhỏ nhất là 5 gram rồi. Mọi thứ ở đây mình nói với cái vỏ của Rosso 5, Rosso 6... Michelin, nếu cái vỏ mà size 190 sạc 55 sạc 17, nếu có trọng lượng 5,5 ký, mình dẹp cái tiệm này luôn. Mới phải tầm 5,9 ký đến 6 ký, đó là thông số nhà sản xuất. Còn mà nếu mà anh 5,5 ký là anh nói bậy, hoặc là anh cố tình nói là bậy vậy thôi. Rồi, mọi chuyện đây là chấm dứt. Mình còn một cái clip test 300 cây số để coi chóc keo hay không ha. Mình là người thật việc thật, nói làm việc phải đúng. Đó. Còn anh có mục đích gì tôi không biết. Còn tôi nói cho anh luôn nè, cái vỏ tôi sẽ cắt một cái ghép vô một cái đoạn. Tôi chán keo xong bị lủng, mang lên tiệm của anh vá. Anh vá sai chỗ. Cái lỗ đâm nó trên cái lớp keo nó đâm lên bên hông á. Nó đâm lên bên hông á, chỗ đâu có chán keo. Không có một cái chỗ nào chán keo bên hông này được. Tại vì trước sau nó cũng bị tuột vô. Là cái thứ hai nữa, bên hông là chịu áp lực của trọng lượng đè lên xe, không thể nào dán keo bên đó được, đi nó rất, nó không có an toàn. Đó, nói thẳng là vậy. Nếu mà xe hơi khác, xe này nó khác, không ai chán keo trên lớp hông. Và xui một cái là của anh này, cái đinh của anh á, đâm từ đây nè, mà nó đâm xéo ra đây, nó lủng ở trên này nè. Đó, nó lủng nó tới trên này nè, trên này không có keo anh em. Cho nên á, mình đã hỗ trợ giá cho anh không tốn tiền, mặc dù lỗi không phải do mình. Anh chỉ chịu tốn tiền ship thôi, tại vì anh giá xong á, anh giá cho người ta không có đúng chỗ vẫn bị xì.
Đó, lên đây tôi giá lại, tôi có quay phim đồ đàng hoàng, không có trách tôi ở vấn đề này được, nhưng mà tôi cũng lấy tiền khách luôn. Tại vì người ta ở xa, người ta đã bất tiện rồi. Và mình đã nói là bảo hành khách trọn đời, sẽ hỗ trợ cho khách thích mình, chứ không phải nói suông miệng. Đó. Thì anh em dựa trên cái clip đó anh em coi ha. Rồi sau này mỗi vấn đề gì, nếu mình nói sai, mình sẽ chịu trách nhiệm những lời nói của mình. Đó. Còn mọi người cứ đi coi lại và kiểm tra lại đúng hay là sai ha. Cảm ơn anh em. Mình tin anh em là người thông minh, anh em sẽ biết hết á.